Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Ươi. Ư y ươi. Gửi thư. Gửi ơi gửi hỏi gửi. Ngửi. Ngửi ơi ngươi hỏi ngửi. Không cưỡi. Cơ ơi cười hỏi cưỡi. Ơi hoa và ơi thường. Thật bất ngờ, bạn đã tiến bộ rất nhiều. Xin chào bạn, đây là tiệc trái cây tự chọn. Ơi, ơi. Ơi, ơi. Ơi. Ui. 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 Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành bài học này. Ui. Ui. Tai ơi, cậu làm gì? Tớ nghe âm thanh. Tớ nghe tiếng hót ríu rít của chim. Tớ nghe tiếng kêu um của ếch. Còn cậu làm gì hả tay? Tớ viết bài và ôm mẹ. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học này.